Thủ môn U23 Việt Nam bị đánh ở sân Thiên Trường. Thủ môn từng khoác áo U23 Việt Nam, Trịnh Xuân Hoàng, hiện nay đang thuộc biên chế Thanh Hóa tỏ ra bất ngờ khi bị một người lạ mặt ở sân Thiên Trường đấm vào bụng ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Nam Định gặp Thanh Hóa. Trận đấu giữa Nam Định gặp Thanh Hóa diễn ra tối ngày 22 tháng 10 cực nóng. Đặc biệt, lúc cuối trận, Nam Định ép sân liên tục để tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán giả bắt đầu la ó. Lực lượng an ninh phải triển khai đội hình để đề phòng những rủi ro khán giả trút giận vào cầu thủ đội khách. Khi nhóm cầu thủ Thanh Hóa không có tên trong danh sách đăng ký dự bị đi từ khán đài xuống sân để về cabin đội bóng thì bị lực lượng an ninh ngăn lại, không cho nhập vào đội. Lúc này thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của Thanh Hóa cùng một số cầu thủ khác thắc mắc tại sao là thành viên đội bóng nhưng không được. Về khu vực cabin của đội thì một số người ra ngăn cản. Thủ môn Xuân Hoàng kể, thông thường khi hết trận đấu, những cầu thủ ngồi khán đài sẽ xuống sân để trở về cabin của đội. Tôi ngạc nhiên vì bị ngăn cản. Khi đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một người đứng dưới đường pit tiến tới đấm vào bụng tôi. Thủ môn Xuân Hoàng từng là thành viên, người góp công lớn cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á hồi năm nay, được bố trí ngồi trên khán đài khi đội bóng này có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường. May rằng có lãnh đạo đội Thanh Hóa đứng gần đó phát hiện ra sự việc nên tiến tới ngăn cản, chứ không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi vừa ngạc nhiên và đau vì cú đấm vào bụng quá nhanh, Xuân Hoàng cho biết. Được biết, sau sự việc xảy ra, điều phối viên ở sân Thiên Trường đã đến xin lỗi đội Thanh Hóa vì sự việc xảy ra với thủ môn Xuân Hoàng. Cuộc tiếp đón Thanh Hóa của Nam Định trên sân Thiên Trường rất căng thẳng với cả hai đội khi Thanh Hóa vừa trải qua hai trận thua liên tiếp. Trong lúc Nam Định đang trở lại với nguy cơ xuống hạng sau những trận thua liên tiếp vừa qua. Tuy nhiên, với lối chơi hợp lý hơn, dứt điểm tốt hơn nên Thanh Hóa đã giành chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0. Thất bại này khiến Nam Định tiếp tục gặp khó khăn và phải chịu áp lực lớn trong chặng đường phía trước. Còn Thanh Hóa đã tiến bước dài trong việc hoàn thành mục tiêu sớm trụ hạng.